Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Nay ra mình quay cái đám Vạn Thọ mình đây. Là mình nó đã muốn nở rồi, muốn bỡ kiến rồi thì mình cũng chia sẻ tí xíu. Thì cũng nhờ có em ở xa là chỉ mình xử lý. Thì tất nhiên thường thường mấy hôm á là mình chỉ đi có một cơi một là tức là mình ngắt ra trên ngọn thôi. À, ngắt một ngọn thôi. Nhưng mà năm nay thì có thể là đi hai thì ngắt luôn cả cả đây lẫn ở trên cái ngọn chính nữa. Thì cái nụ của mình này, à, mình qua cái nụ lớn nhất luôn cho mọi người xem, à, nó đã ra hai cái nụ nha. Ở đây là mình đã xả sớm rồi nha, tại vì mình ở Tây Nguyên mà nếu như mà bung sớm á thì mình tầm cỡ 10 18 mình bỏ kiến là mình đi bán ra chợ hoa được, chứ còn 15 còn ở vườn mình bỏ kiến là di chuyển á là cây mất nước nó sẽ bung nhanh, là nó sẽ nhanh tàn thôi. Nói chung là tùy địa phương. Còn ở miền Nam thì chơi bông bung hơn, tại vì là sĩ lái nhiều á cho nên buộc phải bung đỡ họ xem mệt hoa. Còn thôi mình nói gì ở địa phương mình đi, thì bây giờ cái bông này mình sẽ ngắt đó. Mình ngắt mình sẽ nuôi bông cỏ ra to như đầu ngón tay với mọi người thấy. Đây mùng 10 nó bỡ kiến rồi, hai cái nụ đây. Thì trường hợp này thì khoảng 5 3 bữa nữa thì mình sẽ xử lý phân và thuốc luôn, kể cả ở dưới gốc là trên. Thì làm xong xuôi thì mình sẽ vô vô phần chân luôn, mình lấy cái nụ chính. Tuy nhiên cả vườn mình thì đa phần là dài hết nha, chứ không có nhỏ hơn. Trường hợp nếu như mà cỡ đây này dạng giống như hạt tiêu thì là ok, còn cỡ đây là cũng đã sớm. Như trường hợp ở đây thì có thể là mình sẽ đỡ lại hết, nhưng cũng mình quá sức lớn ấy. Đỡ lại thì mình nó có nhiều phương án để mình xử lý phân và thuốc, nhưng trường hợp của mình lại là mình đỡ mà chỉ cần mất nước là nó bung liền. Cái mạng thọ này nhanh lắm nên là mình sẽ ngắt ngắt hết các cái bông chính của nó luôn. Bông chính nó là từ trong cái chồi nách này là mình ngắt luôn. Mỗi năm là như cái lá đây là mình không ngắt, tại vì mình đi một cơi mà nó đủ rồi, nên năm nay là buộc phải ngắt ngắt để nó nuôi mấy cái chèo khác ở dưới nụ đồ lên nữa. Tại giờ cái lực bông của nó là nó nhân đôi số hoa rồi. Ví dụ như một cái cây của mình này, cây mình đã là coi như mình tính nha, một cặp này lá mầm luôn nhé. Hoa của mình làm lá mầm mình vẫn tính được hoa luôn á, 1 2 3 4 5 6, nó 10, hiện tại là nó 12 hoa. 12 hoa giờ mình ngắt thì nhân lên là 24, thậm chí là hai nhân hai luôn chứ không phải là nhân một nữa. Cho nên là mình sợ không có thời gian để mình chọn hoa nên mình đỡ luôn, thì nó có thể là nhân nhân hai nhân ba lên nữa. 12 12 10 nhân 2 là thành 24 một cây, 24 hoa một cây rồi. Mà như cái chậu lớn là 3 cây thì nó thành 5 70 bông. Cho nên là mình phải vô phân nhiều. Và mình nói chung là mình đi cơ hai là mình xử lý như vậy nha mọi người. Là mình chỉ ngắt nụ. Cái đó là riêng cách mình làm thôi, anh em xem tham khảo thôi nha. Còn nụ mà cỡ như vậy á thì cỡ như vậy, nhỏ hơn đầu một đũa thì được. Nói chung là cũng ổn, cũng sớm đó. Nên mình buộc phải ngắt hết. Nói chung cái vụ hoa mà mình không có làm thì mình không xử lý được thì mất mình mất mất thời gian, mất tiền của mình bỏ vô là hết mất 1 năm luôn. Nên cũng đang lo. Thì cái vấn đề bây giờ là mình đã ngắt ngọn nụ rồi thì mình sẽ vô cái phân chân đó luôn. Đây chân dưới mình chưa vô. Nói chung rỡ sao nó đi xuống dưới, với trên là ít đi lắm. Rồi xong một chậu thì mình sẽ ngắt. Nhưng mà trường hợp ví dụ như cái cây của mình là nụ nhỏ cỡ đây mà nó đồng loạt hết á thì mình đỡ. Nhưng mà ở đây nụ nhỏ rồi, còn bên đây thì nụ lớn, cho nên là mình phải buộc phải ngắt hết toàn bộ để mình xử lý nó dễ hơn. Bây giờ mà công đâu nữa nó mà mình di chuyển một bên này bên nọ thì mình xử lý nó chia là làm hai làm ba phần nó khổ lắm, nên là mình quyết định mình ngắt ngọn luôn. Còn cái vấn đề phân phân thì mình đây 1.800 chậu thì mình đi nó tầm 1 ký,
một ký mà mình đi cho nó 400 hoặc là 500, 600 lít nước cũng được. Có nghĩa là mức độ loãng, tại vì mình rất là sợ giờ nó mặn cảm nó vô nụ rồi này, nó cần phân này. Nhưng mà mình nung cái mức độ là ngắn thời gian nhưng mà chia loãng phân ra. Thế tức là ví dụ như bây giờ mình nói luôn luôn gì cái vườn hoa mình là 1.800 chậu ha. 1.800 chậu đây là bình thường là mình đi 400 lít nước là vừa đủ luôn. Còn 5 ngày này mình đi một lần. Nhưng mà hôm nay mình ngắt thì mình sẽ đi lại. Đi lại tức là mình sẽ đi lại là 3 ngày. 3 ngày mình đi phân lại, nhưng mà phân thì mình rút lại là phân là chỉ đi nửa ký. Nửa ký cho 400 lít nước. Là 3 ngày này mình đi, 3 ngày mình đi đó. Và phân bây giờ thì mình bữa giờ là mình toàn bộ là đi 30-10-10. Đỡ mình ngắt ngọn như thế nào, có thể là nó đã có nụ thì mình nếu như mà nó ổn thỏa thì mình dẫn đi 1-2 cử 30-10 đỡ cho nó bắn chèo ra. Còn không mình sẽ chuyển dòng 20-15 nha mọi người. Cái đó tùy theo mọi người cách khác nhau. Còn cái vấn đề xử lý nụ thì nhiều kênh lên là rất là xử lý rất nhiều. Thậm chí phân lạnh tức là ure họ cũng đi nữa đó. Nhưng mà mình không nguy hiểm lắm. Cho nên là mình không biết cách xử lý đâu. Nói chung là tùy theo mọi người cách khác nhau. Còn riêng mình là mình như thế nào thì mình chia sẻ lên kênh cho mọi người xem tham khảo nha. Còn cái thuốc ngừa bệnh đó thì mình dẫn 7 đến 10 ngày là mình đi Alies. Alies thì đi 2-3 cử đó. Còn bây giờ mình ngắt là nó có đã có vết thương này. Thì mình sẽ xịt là Ridumin. Ridumin nó là một cái gói 100g á. Thì mình chia ra làm hai. Thay vì một gói nó là cho 20 lít nước thì mình sẽ đi 40 lít nước, mình chia gói làm hai, mình xịt loãng nhẹ. Tại vì Ridumin đối với cây dạng thọ rất là nóng và nó mặn cảm. Cái vấn đề làm phân làm thuốc thì mình rất là sợ luôn. Bây giờ máu chốt của mình còn đâu bao nhiêu ngày nữa, khoảng chừng 20 ngày nữa là nó đi ra hết khỏi vườn mình rồi. Cho nên là mình cẩn thận. Rồi thôi mình cũng lên video cho mọi người xem tham khảo cái vườn của mình này nha. Rồi ai có phương án nào hay hơn thì chỉ dẫn mình thêm nha mọi người. Mình đa phần mình lên mình chia sẻ mình làm như thế nào thôi, chứ không phải mình chỉ dẫn nha. Mình cũng muốn học hỏi các anh chị ở phương xa hết á. Rồi chào tạm biệt tất cả mọi người. Zalo của mình ở dưới số điện thoại phòng mô tả đó. Giao lưu và chỉ dẫn mình thêm nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Chúc mọi người luôn thành công trong vụ hoa tết này nha.